Bữa nay tôi xin hướng dẫn các bạn bypass cái allow cho S3 bản GPS bằng cái tool MFC. Và các bạn muốn bypass được dùng cái tool MFC để bypass allow cho Apple Watch S3 thì các bạn phải có account để có thể sử dụng tool và có thể load file để restore, fix lỗi. Và cái account đó các bạn phải mua, và nó gọi là IMFC account. Thì tôi là cung cấp cho các bạn các cái account đó để các bạn có thể sử dụng ha. Thì ban đầu bây giờ mình sẽ muốn bypass nó, thì mình phải, đối với cái eBuds á thì nó không có tích hợp cái cổng check M8 trong đó để cài cái việc Tucom, để mình có thể khi nó đưa vào chế độ Dynamic Mode thì mình phải có tích hợp của com, thì lúc đó mình mới giao tiếp được với lại máy. Và khi đó mà PC giao tiếp với cái Apple Watch, nó nhận là modem và nó giao tiếp bằng com, giống như những cái box E-Repair, E-Box hay là Magico, nó tương tự như vậy thôi. Thì riêng cái zip của tôi á là bên trong của nó là nó có cái mạch của Apple Watch Restore của chính hãng, và nó chia cổng ra, nó hàng ra, thì nó đã có tích hợp cái mặt cổng UBWatchCom trong đó rồi ha. Thì mình không cần phải dùng cái cáp DSDC. Đối với eBuds thì bắt buộc phải dùng cái cáp DSDC mà hồi xưa mà các bạn thường để dùng cho mấy cái box đổi streamer của iPhone 6, 5S 6 rồi, 6 tôi biết á. Thì cái móc này nó đã có tích hợp rồi thì không cần, và nó có thể dùng được với lại cái tool OTP Watch hoặc là Magic Lock của các tác giả mà viết ra cái Magic CFG là Zanzabel á, cái cậu người Đức mới có 18 tuổi á. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết ha. Thì đầu tiên mình sẽ cài cái driver của Virtual Box, và theo cái nhà sản xuất, cái nhà Roxas Butter của MFC, thì tốt nhất các bạn cài cái Win 10 và cài cái driver của Win 8 ở đây cho nó ha. Đó, mình cài, sau khi mình cài xong rồi nó sẽ ngầm nhận ở trong cái Device Manager là Virtual Combo ha. Đó, nó cài nhận ngầm, khi mà nó chạy chương trình thì tự động nó sẽ nhận ra, nó sẽ hiện lên cái cầm bọt ở đây ha. Thì bây giờ mình cài ban đầu mình cài xong, tốt nhất là bạn cài cái driver trước ha, xong sau đó bạn mới install cái MFC lên theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Thì khi mà bật cái MFC lên thì các bạn sẽ muốn bypass nó phải đưa nó vào chế độ DM mode. Tôi đã đưa sẵn nó vào chế độ DM mode, các bạn thấy chưa, tôi đã đưa sẵn nó vào chế độ DM mode rồi ha. Đó, các bạn thấy đó. Và mình phải có account để mình login đó. Rồi sau khi mình đã có account MFC và mình login ok rồi thì mình sẽ chọn qua cái IMFC đồng MFC là cái account MFC. Các bạn đang đăng ký tài khoản trên cái trang chủ của MFC và liên hệ với tôi để tôi cung cấp các cái activation code để các bạn có thể dùng cái cao đó để bypass allow cho Apple Watch và download file để restore. Thì đây nó đã kết nối, thì muốn bypass một cái máy Apple Watch thì các bạn phải đưa nó vào DBU, thì đây nó đang ở DBU đi ha. Và mình sẽ bấm vào nó, nhấp nút vào nó, và mình sẽ vào chọn chế độ Dynamic Mode. Dynamic Mode là Dynamic Mode á, thì mình đã cài cái cổng com bọt rồi. Vì tôi cầm bọt rồi thì nó chưa hiện, nhưng mà khi mà nó boot vào đây thì nó sẽ tự động nó nhận ha. Đó, các bạn sẽ coi ha. Đó, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu boot, và tôi sẽ không chọn bất kỳ chế độ nào, tại vì ở đây nó đã trong cái zip này á, trong cái zip của tôi á là nó đã tích hợp
cái tích của tôi đó là tích hợp cái cổng com bọc ở trong đó rồi, giống như mấy cái bốc EDB, VBox, BBox hay Magico gì đó, đó nó đã tích hợp rồi, tôi không cần ha. Còn đối với cái IBUS thì bắt buộc phải xài cái cáp DSC thì nó không có tích hợp cổng com đây ha. Đó. Và tôi đang bán cái zip này. Và nào cần thì liên hệ tôi. Thì mình không cần chọn ở boot ở chế độ operation ở chế độ nào cả, thì mình cứ chọn boot thôi. Nó đưa vào repo thì mình chọn boot thôi và nó bắt đầu boot. Để cho các bạn vuông zoom rộng màn hình lên cho các bạn thấy ha. Nó khi boot thì nó nhận repo tùm lum luôn ha. Nhận rất là nhiều repo. Nó boot hơi lâu, cái coder của AFC đó, cái người viết coder hơi chuối, nó bảo lỗi tùm lum, nó không có như cái tool OTP White hoặc là Magic Lock của tác giả Jean Jabel. Hồi đó mà chỉ mới có 18 tuổi thôi, nhưng mà coder chuyên nghiệp khá giỏi. Tôi đã từng liên hệ với anh ta rồi, anh ta không có bán cái software Magic Lock của anh ta chạy trên Mac, và để mục đích kinh doanh, nhưng hỏi anh ra chỉ có bán cho tôi với cái giá tiền hơi cao, ra tôi không mua. Thì tôi muốn bán thiết bị thì phải có cái tool để hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà anh ta không có bán đó, chỉ bán cho license cho một cái máy móc nào đó thôi. Và hiện tại anh ta chỉ mới share cho bạn anh ta là cái bạn gì đó, gen dao gì ở đó đó đó, các bạn thấy không, boot xong ok và nó open com board, thấy không? Thì đó nó open com board com 3 là cái com ảo, virtual com board ảo đó, thấy chưa? Chứ nó không phải là nhận driver đây, các bạn sẽ thấy là Dyad CD server com 3 và nó đọc được, thấy không? Nó giao tiếp được com 3 đây, và đây là các bạn sẽ giao tiếp đây và các bạn sẽ đọc được cái thông tin của nó đó, các bạn thấy là đọc được tất cả thông tin đó. Thì mình chỉ cần bypass, mình chỉ cần đổi ba cái thông tin này thôi. Một là mình đánh dấu vào cái tích chế độ serial number nè. Cái thứ hai là địa chỉ Bluetooth nè, và cái ba là địa chỉ Wi-Fi. Giống như là mình thay đổi ổ cứng của những cái máy mà chết ổ cứng iPhone, iPad rồi đó. Đó, mình sẽ chọn ba đó để mình write. Thì khi mình chọn ba write thì mình sẽ chọn write selection ha. Write selection thì nó sẽ write. Write selection đây chứ. Đó, nó sẽ cảnh báo các bạn, hỏi là các bạn có chắc chắn là backup cái dữ liệu lại trước khi mà write không. Thì ví dụ như các bạn cẩn thận thì các bạn sẽ chọn vô chế độ backup và chọn read backup, read full backup ở đây. Và tôi đã chọn, tôi đã backup rồi, thì nó sẽ nằm ở trong thư mục này. Nằm trong thư mục là CMFC eBackup, và cái mã của cái này nè. Ở đây nó có hai cái config tôi đã backup rồi ha. Thì các bạn nên backup trước, còn nếu không thì cũng không cần thiết lắm. Thì mình sẽ vô chế độ seek backup này, mình phải đánh dấu ba chỗ này và mình write selection thôi ha. Và các bạn nên nhớ write xong rồi các bạn nên phải bắt buộc phải reset lại cái máy, hay reset cái máy hoặc là để to lại thì mới 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 bypass hoàn chỉnh ha. Đó, thì tôi thử write nha. Đó, nó cảnh báo thì tôi đã backup rồi, thì cứ write đó, nó write ok ha. Rồi xong nó ra ok, mình chỉ ra cần mấy thông tin kia thì mình muốn đổi cũng được, ví dụ model hay là khu vực Mỹ gì hay là tùm lum đó, mình tìm tìm mình thích, hoặc cái serial number gì nó, cái nào cho ra nó cứ ra mấy thông số trên đây nè, mấy thông số mà nó hiện lên từ cái từ đây nè, từ cái serial model nè, logic board serial number nè, và cái wifi internet address đồ nè, cái internet address thì mình không cần thay, và cái bluetooth area khu vực cái này, cái máy này là máy ở Đức về ha, và cái serial number và cái model nó là cái gì ha. Các bạn có thể thay đổi được tất cả những cái mà nó hiện lên đây, chứ không phải tô xám này, anh gì nè, anh nô nè ha. Còn mấy cái này thì write được ha. Ngoài ra nó có một số chức năng như mình nó có thể test cái này, nhưng mà test này ở chế độ là normal hay như test không có được. Và battery mình có thể đọc ra cái thông tin của battery của nó nè ha. Nhưng mà nó chỉ cho đọc thôi chứ nó không cho chỉnh sửa, vậy bên đây nó báo là ta write ở chế độ thai unknown ha. Còn đây chỉ chế độ read thôi ha. Và cái order này nó cũng vậy thôi, nó test mấy cái này cũng không có test được gì, có chỉ có backup và cái này thôi. Thì đó, các bạn write xong rồi
các bạn rai nãy tôi đã rai xong rồi trong CMD rồi nè, đó là khi đó các bạn rai, các bạn lấy cái streamer A8 nào đó và cái địa chỉ wifi bluetooth của một cái A8 nào mà máy streamer của tôi Trung Quốc nó bán á, là những cái sản phẩm cái streamer này nó các bạn có thể cài tất cả các máy mà khi cài iCloud vô cái Apple Watch nó vẫn không bị lock ha. Thì các bạn rai xong rồi bạn sẽ reboot lại, thì bấm reboot lại ha, bấm reboot lại cái máy lại và lúc đó mình sẽ hard reset hoặc là mình restore lại thì nó sẽ bypass được. À, khi đó mình cẩn thận mình cứ check cái streamer trước khi mình drive, mình check cái streamer nó có on hay off thì mình drive đó, và boot cái máy lại và lúc đó mình sẽ reset và hoặc là restore lại. À, hiện tại thì cái firmware 7.5 chưa có và theo thông tin mới nhất của tôi từ những cái phía đối tác ở bên Trung Quốc á, thì họ nói là theo tin đồn á, là có thể ra cái iOS cái firmware là 8.0 cái Apple Watch, nên là có thể thời gian tới là có thể không thể mua được cái firmware 7.5 đó. Đó. Rồi tôi xin tạm dừng video clip đây. Các bạn nào cần mua cái Zig này á, Zig này cái Apple Watch Universal Zig, tức là cái này nó là bên trong của nó là một cái Apple Watch Restore của chính hãng, nó viết tắt là AWRT của chính hãng, và nó chia Binao thì các bạn làm kỹ thuật các bạn biết rồi, thì Binao nó chẳng qua là cũng có một số cái chân đó thôi, thì nó sẽ chia cổng ra và nó làm những cái zip như thế này. À, để đây, ở đây là của S456, cái này là S23 và đây là S10, nhưng mà S0 thì nó đã khai tử rồi, nó chẳng làm gì được, chẳng có firmware, chẳng có làm gì được, chẳng có bypass gì được hết ha. Thì hiện tại thằng MFC nó chỉ mới có bypass được cái S3 thôi, bản GPS thôi, cái boot của nó và cái ICD hay là cái gì của nó đó, nó chỉ có mới S3 thôi, còn cái S1, S2 thì vẫn chưa được và vẫn phải dùng cái tool OTP Watch của Bắc Tèo Dubai và tính Redis ha. Thì tôi cũng có cung cấp Redis và tôi cung cấp cái account IMFC và cung cấp cái Zig này cho các bạn. Còn file thì khi nào các bạn MFC nó mua được file thì nó sẽ modify lại cái file theo chạy trên cái tool của nó. Còn tôi thì được phía đối tác hứa là sẽ tặng cho cái bộ file chính hãng để nó to bằng cái iTunes. Thì nhiệm vụ tôi bán cái Zig và cái cao nữa, thì tôi đã bán cái Zig thì chỉ là bán cái cổng giao tiếp thôi các bạn, chứ không phải là có nhiệm vụ phải cung cấp cái firmware zin của hãng ha. Các bạn tốt nhất tại vì cái firmware hãng rất là khó, thành ra mình cũng chực chờ mà nó phụ thuộc hoài, thì các bạn tốt nhất là nên cái mua cái cao AFC để mình có thể load file và dùng sử dụng cái tool của nó để bypass và thời gian sử dụng trong vòng 1 năm. Đó là những gì tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Thì xin nhắc lại cái iBus thì không có tích hợp cái công con trong đây, và mình phải xài, muốn đưa nó vào chế độ dashboard thì bắt buộc mình phải xài với cái cáp DCSD và cái iBus cắm vào đây ha, cắm vào đuôi của nó để vào cái chế độ dash mode, và khi đó mình sẽ phải đánh dấu ở trên đây là chế độ USDCD card. Còn đối với cái Zig của tôi á, là vì nó là có cái Apple Watch Restore Zin trong đây á, thì không cần, và mình chỉ cần chọn nó dash mode và mình cài cái vườn tôi gom bột là nó sẽ đã giao tiếp rồi ha. Và cái tôi cũng chưa thử là cái bớt với là cái đế xe xài với lại cái tool của Bắc Tèo Dubai có được hay không, để nếu tôi có điều kiện thì tôi có thời gian tôi sẽ test thử. Hiện tại thì nó xin nhắc lại nữa, cái bớt cái MFC thì chỉ mới bypass được cái S3 bản GPS thôi ha, còn S1, S2 thì vẫn phải phụ thuộc vào cái tool của Bắc Tèo Dubai OTP Watch và tốn Redis là S1 là 8 Redis, S2 là 12 và S3 là 15 Redis. Thì tôi cũng có cung cấp cái Redis đó cho các bạn làm. Và cái tool thứ ba là cái tool Magic Clock của cái tác giả Magic CFG xài trên Mac á, thì hiện tại không có thương mại quá, thành ra các bạn cũng không có thể có để mà xài. Tôi đã deal với họ với cái cậu Zanjabel rồi, nhưng mà hồi đấy không có bán, chỉ bán cho tôi dùng
với cái giá là 3.000 đô và xài trên một cái license mắc thôi à. Mà tôi thì không không nếu tôi xài được, nhưng mà các tất cả các bạn đều không xài được, thành ra tôi không có mua. Và hiện tại tôi đang xài cái MFC và cái OTP Watch của Bắc Tèo để bypass cho Apple Watch S1, S2, S3 bản GPS đó. Rồi các bạn nếu cần bất kỳ account MFC, cái zip này à, và cái account MFC, cái zip, và thì cứ liên hệ vào địa đích của cái tool OTP Watch của Bắc Tèo Dubai, thì cứ liên hệ với Hải Minh Mobile 385/7 Quang Trung, phường Gò Vấp, gặp anh Minh, số điện thoại là 0913 745 457, hoặc là gặp chi nhánh ngoài phía Bắc ở Hà Nội là G Service 61 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, gặp anh Giang, số điện thoại là 0976 721111. Rồi, tôi xin tạm dừng video clip ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.